trôi qua. Dứt điểm, cú sút rất càng lại là thế bình. Tác giả của bàn thắng mở tỷ số trận đấu hôm nay vẫn đang có những giây phút thăng hoa. Lại tình huống nữa, nhưng lần này người đá phạt đã thay đổi cho trên đài bắn phun, đó là đồng hồ. Đồng hồ sẽ thực hiện quả đá phạt này. Bóng hơi chích vào trung lộ, xuất ra. Quá đẹp mắt siêu phẩm dành cho đồng hồ trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống quay chậm và là bàn quá tuyệt vời như thế này. Hai khoảng cách mà cao thủ trên đài bắn phun ghi điểm đấm cho đến lúc này đều là những cá nhân. Trước đó là Thế Vinh, còn bây giờ là đồng hồ lên tiếng. Cái chân trái rất dị của số 26 đã giúp cho thế trận nhân đôi dành cho cao thủ trên đài bắn iPhone.